Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân thực hiện. Thưa quý vị, thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Nghi Xuân đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, góp phần khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo điều kiện để người dân tham gia các chuỗi sản phẩm, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững. Là cựu giáo chức, từng công tác tại Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nghi Xuân. Sau khi nghỉ hưu, đầu năm 2020, ông Trịnh Văn Phú đã liên kết với Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất sản phẩm đông trùng hạ thảo mang thương hiệu Phú Nhân. Cùng với đó, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị trên 1,2 tỷ đồng, bắt đầu triển khai sản xuất loại nấm quý hiếm đông trùng hạ thảo trên diện tích khoảng 200 m2. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình được chuyển giao, nên từ đầu năm 2021 đến nay, gia đình ông Phú đã sản xuất được 20 kg đông trùng hạ thảo khô, bán ra thị trường với doanh thu hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2021, sản phẩm đông trùng hạ thảo của ông tham gia dự thi chương trình Mỗi xã một sản phẩm và đạt chất lượng 4 sao đầu tiên của huyện Nghi Xuân. Khi được chứng nhận OCOP thì đông trùng hạ thảo Phú Nhân được nâng cao rất là nhiều mặt. Nhờ có truyền thông nên là sản phẩm bán ra được nhanh hơn, nhiều hơn và được người tiêu dùng tin tưởng hơn. Từ đó thì nâng cao cái thu nhập cho cơ sở, cho người lao động trong cơ sở. Năm 2021, huyện Nghi Xuân có 8 sản phẩm tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gồm bánh nếp Bình Dương, cá ngần khô, cá chổng khô Vân Huy, giò bò Hương Văn, cù đờ Hương Chí, mực khô Hoa Linh Chi, dưa lưới An Xuân, đông trùng hạ thảo. Các sản phẩm tham gia đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Với cái lợi ích của tham gia chương trình OCOP thì tôi cũng cảm thấy rằng là thứ nhất là mình cái nâng cao tay nghề, đảm bảo cái nhu cầu ẩm thực của bà con trong địa bàn cũng như bà con các địa phương gần xa. Bởi vì là xã hội phát triển thì về mặt hàng ăn uống ẩm thực thì khách hàng ngày càng yêu cầu chất lượng rất là khắt khe, chất lượng cao. Vậy thì mình phát triển cùng, thứ nhất là mình phát triển kinh tế gia đình, thứ hai là mình tiêu thụ hàng nông sản cho bà con nông dân trên địa bàn, thứ ba là khách hàng cùng được cái sản phẩm đảm bảo chất lượng. Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Nghi Xuân đã tạo điều kiện cho chủ thể tham gia tập huấn, giới thiệu về chương trình này, gắn với hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và đăng ký tham gia chương trình. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Nghi Xuân có 55 ý tưởng đăng ký tham gia chương trình và đến nay đã có 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Huyện Nghi Xuân cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 30 sản phẩm đạt sao, tập trung công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ và triển lãm. Chúng tôi đã tập trung vào cái việc là ra soát và hướng dẫn các địa phương để là phát triển các cái ý tưởng sản phẩm, đặc biệt là các cái ý tưởng ngay từ trong cái quá trình triển khai tổ chức thực hiện, thì cái ý tưởng nào mà có hiệu quả, ý tưởng nào mà có cái tiềm năng thì là huyện đã trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ các cái chủ cơ sở để từ cái ý tưởng đó mới phát triển ra thành những cái sản phẩm có hiệu quả được. Một cái điểm nữa là chúng tôi đã lồng ghép các cái nguồn chính sách hỗ trợ để cùng đồng hành với các cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở có cái sự bứt phá, xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn ở cái đạt chuẩn OCOP. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã mang lại lợi ích cho người dân, đặc biệt là những chủ thể có sản phẩm là thế mạnh của địa phương, của vùng, được phát huy lợi thế, mang thương hiệu thế mạnh đặc trưng của địa phương, của vùng. Thấu hiểu được lợi ích mà chương trình mang lại,
các cơ sở ở Nghi Xuân luôn có sự đầu tư về chất và lượng trong từng sản phẩm, từng bước chinh phục người tiêu dùng. Thời gian qua thì nhằm để đẩy mạnh với chương trình OCOP thì huyện Nghi Xuân đã rất quan tâm để chỉ đạo và các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đã có nhận thức rất tốt về các điều kiện để tham gia OCOP, đã đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất và cái đa dạng hóa về sản phẩm, mẫu mã cũng như là trang thiết bị và bao bì nhãn mác để đảm bảo chất lượng là tốt nhất để là về cái sản phẩm. Qua kiểm tra thì nhiều cơ sở là cơ bản là đã được đầu tư và sản phẩm là đáp ứng được cái tốt cái nhu cầu của người dân. Với những giải pháp đồng bộ, bám sát đặc điểm địa phương, tin tưởng Nghi Xuân sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tích cực trong thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, vừa nâng tầm chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, vừa tăng thu nhập cho người sản xuất và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.